trong tương lai Alaska sẽ biến mất, Philippines sẽ biến mất. Sau khi cái này nha nó còn có cái trận gọi là đổi đổi hình, đổi dạng quả địa cầu á, Philippines sẽ biến mất. Indo sẽ biến cũng mớ. Đâu nữa ta, bữa nói quên. Alaska, California nữa nè. Có một số thành phố của Cali sẽ biến nè, sông phân nữa nè. Chỗ kia ở cái sông phân 40 phút chắc chạy lên núi thiên long sơn trốn đâu nữa ta Seattle, hả? nhiều lắm Có nghe là sau khi nạn dịch rồi chiến tranh rồi lúc đó nó mới biến thiên biến địa là quả địa cầu sẽ biến lại là thành lập là cái xã hội mới sắp sửa tới rồi đó nói thì ta mất công ta cười kiệt chứ... <cười> nói thì phải nói chứ hồi xưa kiệt nói là thiên tai lũ lụt Trung Quốc chia 5 sở Đài Loan tuyên bố độc lập Covid có thuốc chủng ngừa vaccine trong tương lai nhân loại á coi cái bệnh này là rất là tầm thường ai mà bị dính covid một cái là quất cho hai viên là xong đó nó sẽ có cái đó còn nếu không con covid nó sẽ không bao giờ rời khỏi cái thế gian này nó sẽ dính với mình hoài mà những ngày đầu tiên năm ngoái đó lúc hồi xưa mấy người phỏng vấn kìa Phố Bồ Sa Long không vấn, chị có nói con Covid này nó sẽ không có đi nó ở với mình luôn nhưng mà mình có vắc xin rồi sau này mình có thuốc chủng uh, thuốc uống mà thời đó ai dám nói mấy kiểu đó cho nên quý vị cứ coi lại những cái clip cũ chiêm nghiệm đi thì việc uh, nói cũng uh, vì lòng từ bi thương tất cả mọi người với nhiệm vụ phải báo động để cho mọi người có cái sự có tinh thần để thay đổi. Chứ cũng mà lần này cũng cái mặt dày lắm đó, mới lên nổi. Chứ bị người ta nói là mình giải thích làm sao cũng cũng bị chửi hết. Chỉ lòng tốt thôi. Lời sấm cơ rất ứng nghiệm. Quá ứng nghiệm luôn chứ đâu có gì đâu mà ứng nghiệm. Số phải sổ thôi. Cũng giống như ngày xưa Ngài trạng Trình Nguyễn Minh Khiêm nói với Chúa Nguyễn Hoàng đó là uh, Hoàng, Hoành Sơn Nhất Đái, Dạng Đại Dung Thân Là cái là mình được từ cái khúc đất từ Nghệ An cho tới mũi Cà Mau ngày hôm nay là cũng nhờ có bốn chữ đó đó Hoành Sơn Nhất Đái, Dạng Đại Dung Thân đó Là từ Nghệ An tới mũi Cà Mau là nhờ bốn chữ đó Là cũng là tiên tri rồi uh, biển đông dạng dặm giang tay dữ À, đất nước Thái à, bình gì đó đại cái là những cái đó những người xưa người ta nói là gì sao những vị tiên những vị phật mà xuống trần đó họ là mang cái xác như người thường như mọi người nhưng mà khi họ ngủ là họ là người khác nha còn mình ngủ là mình ngáy khò khò là mình mơ mình mộng tùm lum còn những tiên những phật người ta ngủ là cái hồn của người ta đi làm việc ở một cái nơi khác cho nên ra đường á, gặp anh bán giấy số hay gặp bà già mặc áo rách hay là người bệnh tật cùi đuôi á, đừng có khi dễ nha bà con. Nhiều khi Phật Thánh tiên mượn cái xác đó vô thử lòng mình có một chừng. Chứ huống hồ á, ngày hôm nay á, các vị đã xuất hiện hết mang thân người mà chưa xuất hiện được. Khi nào các vị mà xuất hiện được trong thời gian ngắn trên nước Việt, khi Đức Thầy xuất hiện á, đất nước Việt mới bình an. Chuyện nói rồi. Nếu không, sức thầy mà chưa xuất hiện á thì mình hết nạn này tới nạn kia hoài á Ở ngoài Bắc với ngoài Trung á Họ không có hiểu về Đức Thầy Đức Thầy cũng là Ngài Trạng Trình Mà cũng ngoài Bắc người ta tôn sùng Còn ở miền Nam á Đức Thầy à, Tái sanh là Đức Phật Thầy Tây An Rồi ông uh, Sư Giải Bán Khoai Rồi Phật Trùm Rồi ai nữa ta Đức Quỳnh Phố Sổ Đại Khái con cái á, kỳ này đức thầy về á là một cái à, hình mạo khác thì được biết là vậy Phật, Phật Thích Ca đang ở đâu vậy anh kia Phật Thích Ca cũng đang ở dưới này chống dịch với mình nè Nói Úc có bị uh, mất hồng uh, chú, hồng úc sau này á, lại giúp.